Nam mô A Di Đà Phật. Tu tâm thành Phật, luyện tánh thành tiên. Nho giáo dạy dạ thảo hiền, có chung nghĩa mới thành được thần thánh. Một câu niệm Phật niệm cho đến cùng. Niệm Phật thành Phật. Niệm Phật cho tốt thành Phật có thừa. Trích Tấn Quang Đại Sư. Theo Tịnh Độ Tông thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bất khói thành Phật. Thiền Tông thì minh tâm kiến tánh thành Phật. Mật Tông thì thân thành Phật. Phúc tình là dây oan hợp rồi sẽ tan. Con là nghiệp nợ, vợ chồng là duyên nợ. Vàng bạc của cải châu báu là nghiệp chướng. Một kiếp si mê muôn kiếp khổ, một đời không ngộ vạn đời trầm. Tu là cội phúc, biển khổ si mê quay đầu là bến. Đừng để đến già mới niệm Phật, biết bao mồ trẻ ngoài nghĩa trang. Không làm các việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Thiên kinh đoạn nguyễn bất quá lục tự Di Đà. Trẻ sớm tu đi chớ để già, kìa bao niên thiếu đó thành ma. Hãy sớm quay đầu nương theo Phật. Trẻ sớm tu đi chớ để già. Ăn chay để rửa lòng tham ác, niệm Phật để trừ mối họa dâm. Cửa địa ngục nhiều người không lánh, chốn thiên đường ít kẻ tìm lên. Chí tan bồng ai gắn bó thì nên, tình quỷ quyệt ai mê thì đọa. Cảnh thảm thương, kìa cảnh thảm thương, địa ngục dầu với lửa. Kìa thiên đường thuyền bát nhã nước ma ha, buồn vui lo sợ xiết đâu mà. Rồi chỉ thấy thân dài thở ngắn, lo là lo giọt nước xương xa ra xương trắng. Lo là lo ủ dục nắng da vàng, vui là vui đạo cấp vinh hoàng. Cứu kẻ trầm luân qua bể khổ. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả.
thời khắc khắc chúng ta nên nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật là tốt nhất. Không nên rời xa câu niệm Phật. Chỉ cần chúng ta sống tốt được theo lời Phật dạy thì chắc chắn mọi chuyện trong cuộc sống của chúng ta đều sẽ tốt. Mọi chuyện đều là chuyện tốt, người người đều là người tốt. Chúng sanh đều có, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Trí huệ người người đều sẵn có, nhưng vì tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, hoài nghi, ác kiến, thành kiến, bên kiến, vân vân, mà làm che mờ đi trí huệ bát nhã mà thôi. Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật đang thành và sẽ thành nếu chịu tu hành cho đúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Niệm Phật trong tâm, trong tâm niệm Phật. Niệm Phật là thiền, thiền là niệm Phật. Tâm an vạn sự an, tâm bình thế giới bình. Khi tâm chúng ta bất ổn, bất an là vì chúng ta chưa có sự giới tu hành, chưa ăn chay niệm Phật thiền định. Cho nên tự chúng ta phải cứu lấy chúng ta, tự độ chúng ta bằng cách lấy giới làm thầy, lấy pháp làm thầy. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói lại với các đệ tử là khi ta đã nhập diệt thì tất cả hãy lấy giới làm thầy, lấy pháp làm thầy. Chỉ cần chúng ta sống theo lời Phật dạy, lấy giới làm thầy, lấy pháp làm thầy, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc bước. Nam mô A Di Đà Phật. Sâu nhân quả, sống thuần chay, không sát sanh hại vật, ăn thịt muôn loài, biết làm lành, lãnh dữ, hướng thiện, tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức và niệm Phật mỗi ngày là phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Sanh cảnh tùy tâm chuyển, tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Nếu chúng ta còn tham luyến những tham muốn thế tục, còn tham luyến những thứ bên ngoài, tâm chúng ta còn hướng ngoại, còn chạy theo những ngoại duyên nhiều mà không biết nội tỉnh nhất tâm, không biết tìm lại chính mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được Phật. Chúng ta phải biết hướng nội chứ không có hướng ngoại tìm cầu, phải biết tìm lại chính mình, lấy giới làm thầy, lấy pháp làm thầy, thì từ từ chúng ta mới thấy lại được, nhận lại được, tìm lại được Phật tánh của chính mình. Phật ở đâu xa? Phật ở tại lòng ta. Ma ma Phật Phật cũng tại ta, Phật ma khác nhau chỗ chánh tà. Một niệm có thể thành Phật, một niệm có thể thành ma.
không sai biệt xa đã con cháu gần cả mình. Ba đời là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đời ông, đời cha rồi đến đời con cháu. Nhân quả thiện ác, nhân quả luân hồi. Cuộc đời không có gì đáng vui mà cũng chẳng có gì đáng buồn. Nên chúng ta nghĩ là đời vui cũng sai mà đời là buồn cũng cần. Sân không phải thì vui, tử cũng chẳng phải thì buồn. Sân là để tử, tử là để sân. Khi một con người được sinh ra trên đời này, được tạo ra trên đời này là thêm một nhân sinh tử luân hồi rắc rối thị phi nhân ngã, thêm một nhân tranh giành, tranh danh, tranh lợi, tranh tình, tranh tài, tranh ăn, tranh mặc, tranh ở, vân vân. Nên sanh cũng không phải gì đáng vui, còn tử cũng không phải gì đáng buồn. Quan trọng là chúng ta giải thoát, siêu thoát hay là sa đọa. Nên người đã giác ngộ, hiểu đạo, giải thoát thì chúng ta sẽ bớt sợ khổ, bớt sợ nghèo, bớt sợ già, bớt sợ xấu, bớt sợ bệnh và bớt sợ chết lại. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là tội lỗi và sa đọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Khi chúng ta giữ giới càng nhiều, càng kỹ, càng trang nghiêm, càng thanh tịnh, định lực chúng ta càng mạnh, thì cái ngã chấp của chúng ta sẽ càng giảm.
và tự ngã của ta. Thân này là của ta, tự ngã của ta. Quần áo là của ta, nhà cửa của ta, người thân của ta, tiền tài vật chất của ta, vân vân. Sẽ giảm lại dần dần. Thì tâm sân của chúng ta cũng sẽ giảm theo. Cái thân vô thường giả tạm bất tịnh này cũng không phải là của ta. Khi hết thọ mạng rồi, chúng ta cũng phải rời bỏ xác thân này mà đi thôi. Chúng ta chỉ mượn giả tu chân, mượn thân này để mà tu tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà 80 tuổi cũng phải rời bỏ xác thân tứ đại đó mà nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta đã hiểu đạo giác ngộ thì chúng ta không nên chăm chút cho cái xác thân vô thường đã tạm bất tịnh, cái thân tứ đại này nhiều nữa, mà chúng ta phải chú trọng phần tâm hồn, phần tinh thần của chúng ta hơn. Cái đó mới là phần quan trọng. Nếu chúng ta nuông chiều theo cái xác thân này thì chắc chắn sẽ dẫn đến tội lỗi và sa đọa. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm linh vẫn là một thế giới bí ẩn mà con người chưa thể khám phá hết được, trừ những người trong giới tu luyện tu hành đạt tới cảnh giới cao thì mới có thể thấu hiểu được rõ ràng. Còn nếu còn là người đời chưa có tu hành, chưa có giữ giới thì vẫn còn rất là mê mờ. Nhưng khoa học ngày nay cũng đã chứng minh được phần nào con người chúng ta có linh hồn. Bằng những chứng minh khoa học thì họ chứng minh được biết con người sau khi chết có một phần năng lượng thoát ra khỏi xác thân. Thì theo khoa học, theo là năng lượng, năng lực. Còn về tâm linh thì chúng ta kêu là linh hồn hoặc là mê hồn, thần thức. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, cầu sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có nghĩa là năng lượng có thể chuyển đổi thành vật chất, vật chất có thể chuyển đổi thành năng lượng, hay là năng lực cũng được. Là vốn dĩ con người chúng ta không có cái gì gọi là chết,
mà chỉ là sự chuyển đổi từ trạng thái sống này sang trạng thái sống khác mà thôi. Nhưng mà chuyển đổi được đến cảnh giới tốt hay cảnh giới xấu là do lúc chúng ta sống, chúng ta có biết hướng thiện, ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức hay không mà thôi. Cho nên nếu chúng ta biết giác ngộ, đoạn ác tu thiện càng sớm càng tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Trăm năm trước chưa đã có ta, trăm năm rửa ta rồi chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Giấc mộng trần đến nay mới tỉnh ngộ. Người đời được mấy ai đến 70. Nhân thân nên đắc Phật Pháp, nên văn thiện duyên nên ngộ Phật quốc nên sanh. Được thân người khá khó, gặp được Phật Pháp càng khó hơn. Nghe được giáo pháp của thiện tri thức cũng rất khó. Và đắc đạo trở về Phật quốc là điều khó nhất. Để thoát khỏi luân hồi trong sanh tử ba đường sáu nẻo, cho nên thần thông biến hóa chỉ là sở đoản của những ai tu giải thoát, cứu cánh viên mãn nhất của những ai tu giải thoát đó là thoát ly khổ đau sanh tử luân hồi rắc rối thị phi nhân ngã, dứt trừ tham lam sân hận si mê ngã mạn hoài nghi ác kiến thân kiến biên kiến chấp thủ vân vân, đắc đạo trở về Phật quốc để không còn sanh tử luân hồi trong ba đường sáu nẻo nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Từ đâu mình đến nơi đây nhỉ, rồi sẽ về đâu cảnh nước nhà? Cảnh cửa nhà. Vô thường mau chóng lắm, sanh tử là chuyện lớn. Hãy mau mau đoạn ác tu thiện ngay bây giờ và tại đây. Không ai dám chắc mình có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Đời là vô thường, là biến chuyển không ngừng. Có sanh ắt có tử, không ai có thể thoát khỏi quy luật này. Cho nên chúng ta biết giác ngộ càng sớm càng tốt, biết tìm lại chính mình để không còn lầm đường lạc bước trong cõi ta bà, cõi trần gian này nữa. Nam mô a di đà phật. Di Đà Phật. Đã biết trần gian là cõi tạm, hên thua hờn đoán để mà chi. Thử ra ngồi trước bên phần mộ, hỏi thọ mang theo được những gì. Vạn thứ trên thế gian không thể mang theo ta, duy chỉ có nghiệp và phước theo mình y như bóng với hình. Khi đến chúng ta cũng chẳng đem gì, khi đi cũng hai bàn tay trắng. Chỉ có nghiệp và phước theo ta y như bóng với hình. Phước họa vô môn duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta sống theo lời Phật dạy, khi sống đơn giản, khi đi cũng giản đơn là tốt nhất. Cho thân xác vô thường giả tạm này trở về với cát bụi. Không cần hình thức, đám tang, hòm, chôn gì rườm rà tốn kém. Vừa tạo thêm nghiệp, vừa tốn kém, vừa làm khổ người sống. Thân xác vô thường giả tạm này chúng ta cứ theo Phật dạy cho trở về với cát bụi, hỏa táng là tốt nhất. Sống đơn giản, khi đi cũng giản đơn. A Di Đà Phật.
nguy ngang, chung quy thống khổ thật khó bề. Tự hỏi nếu mình nơi chốn ấy, ai dám cầm dao cắt tự thân? Từ pháp ngữ của Đạt Ma Tổ Sư. Và những sản phẩm từ động vật như sữa động vật là những nguyên nhân chính dẫn đến ung thư, nên chúng ta biết tiết thực sống thuần chay nếu được theo phương pháp dưỡng sinh, dùng gạo lứt nữa là càng tốt, vừa tốt về mặt sức khỏe, vừa tốt về mặt tâm linh, thiện ác nhân quả, tốt về mọi mặt trong cuộc sống, giúp chúng ta có lợi về sức khỏe hơn, giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và mỡ thừa ra ngoài, giúp chúng ta tiết kiệm hơn, ăn uống đơn giản hơn. Giúp chúng ta giảm nghiệp sát, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường và góp phần giảm sát nghiệp cho thế giới, góp phần đem lại hòa bình cho nhân loại. Những nơi nào còn nghiệp sát nặng thì chắc chắn những nơi đó sẽ có nhiều thiên tai nhân họa dịch bệnh xảy ra. Hết thảy thiên tai nhân họa dịch bệnh trên thế gian này đều là do cộng nghiệp ác sát đạo dâm vọng tưởng của con người cộng lại mà thành. Cho nên nếu ngày càng nhiều người biết tin sâu nhân quả, biết ăn chay niệm Phật, hướng thiện làm lành, lãnh giữ tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức, đoạn ác tu thiện, thì chắc chắn thế gian này sẽ càng tốt đẹp hơn và yên bình hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên những nhà nào rượu thịt nhiều, sát sanh nhiều, chắc chắn những gia đình đó sẽ bất ổn, bất an và những điều không tốt sẽ đến. Những gia đình nào biết
sống theo lời Phật dạy, biết ăn chay niệm Phật, hướng thiện làm lành đánh giữ, tu tâm dưỡng tánh, tu nhân tích đức, thì chắc chắn những gia đình đó sẽ bình an yên ổn và sẽ có một tương lai tốt đẹp. Và ngày sau chắc chắn sẽ hưởng được phúc lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đoạn trừ tất cả phiền não, nguyện tu tất cả pháp thiện, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Xin hướng về tất cả hư không pháp giới và chúng sanh, hết thảy ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đều đồng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Gì đó Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi người chúng ta nên có một tấm bản đồ 10 pháp giới này treo ở nơi chúng ta sống, nơi chúng ta sinh hoạt hàng ngày, để mỗi ngày thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta biết tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ và sống theo lời Phật dạy, để xem cảnh giới thân tâm của chúng ta đang nằm ở chỗ nào. Người là giữ gìn ngũ giới hoặc ít hoặc nhiều, sang hèn thọ yểu theo nghiệp cảm chiêu, ngu si biến lười dối gạt móc bươi, làm thân xúc Phật đền trả cho người đó là súc sanh. Địa ngục là không tin nhân quả, độc ác hại nhau, chẳng kính tam bảo, địa ngục khổ đau. Ngạ quỷ là tham lam, bỏn sẻn, ích kỷ, gắt ganh, thấy lợi giành tranh, đói khổ hoành hành. Atula là phước báo như trời, đức lại kém vơi, sân hận tật đố, tranh đấu mọi nơi. Trời là khéo tu thập thiện, tạo phước cúng dường, sắc vô sắc thiền là cõi chư thiên. Thanh văn là biết đời đau khổ, tâm cầu niết bàn, theo Phật học pháp ruộng phước thế gian. Duyên giác là 12 duyên khởi, không thầy tự ngộ, độc cư thiền định gương mẫu giữa đời. Hàng Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, trải mình hành đạo. Còn Phật là tâm ngộ thật tướng, duyên khởi tánh không, tự giác giác tha, từ bi hỷ xả. Một câu niệm Phật niệm đến cùng, niệm Phật thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.